안녕하세요 Xin chào tất cả mọi người mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo bài số 10 của tự học tiếng Hàn sơ cấp 2 chuỗi bài học được phát sóng vào thứ hai, thứ tư hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 tối giờ Hàn Quốc tức là khoảng 5 h 30 chiều giờ Việt Nam nha. Nếu mà mình sắp xếp được thì mình cũng sẽ phát cho mọi người vào thứ sáu luôn nha. Cùng thời gian nha. Hôm nay chủ đề của mình là Do quên xin chào người. 하려고 하는데요. 여권 신청을 하려고 하는데요. Hôm nay mình sẽ học về cách nói tôi định làm gì đó hoặc là mình sử dụng cái đuôi in u trong văn nói thường dùng. À, nên là bây giờ mình sẽ đi luôn vào chủ đề nha mọi người. Nè, xin chào các nè, của tôi qua trời của Trước khi bắt đầu, như thường lệ mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nhé. Nè, xin chào Bắt đầu nha mọi người. Nội dung chính của ngày hôm nay gồm những phần sau đây. Thứ nhất là từ mới, thứ hai mình sẽ học cái ngữ pháp định động từ ư đeo gu ha tả. Thứ ba là mình học động từ nhân đều tính từ in nhân đều. Tiếp theo là hội thoại và cuối cùng là bài tập thực hành. Bây giờ mình sẽ đi vào phần từ mới nha. Mọi người cùng mình đọc nha. Khoa il. Khoa il. Khoa il. Khoa il. Ở đây là mang nghĩa là trái cây ha. Trái cây nói chung khoa il sim sim hata sim sim hata shim có nghĩa là buồn là chán tức là mình không có chuyện gì làm á mình buồn mình chán chứ không phải là đau lòng mình buồn mà mình dùng sim sim hata sim sim hata tức là ở nhà chẳng có gì làm á chẳng có gì ăn nói chung là không có gì làm á chán quá lúc này này thì mình thường mình sử dụng là sim shim hata tap hata tapa ta ta. lưu ý cái phát âm nha và chim cuối này nè chữ bờ nè theo sau chữ hờ thì lúc này mình sẽ đọc ở đây là tap ta tap 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 -ta, TA này thường sử dụng cái trường hợp mà mình bức bối trong người á mình bức bí á ví dụ như là trời ở nhà trời nóng quá mà ở nhà hôm nay cuối tuần mà không có gì chơi không có gì làm cũng giống như sim sim là mình không có gì làm á tuy nhiên là trường hợp này là trong người mình bức bối bực bực rực bối rối nói chung là mình sẽ dùng tap ta, -ta pata tap tap -pa TA khó chịu bối rối bực bội chặt ta chặt tạm chặt tà chặt tà ở đây mang nghĩa là nhỏ ha quần áo nhỏ hoặc là giày dép nhỏ hoặc là cái gì đó nhỏ thì mình có thể sử dụng chặt tà vậy khác với nhỏ là lớn thì mình có thể sử dụng là khư tà khư tà là lớn chặt tà là nhỏ xin chồng xin chồng xin chồng ở đây mang nghĩa là đăng ký mình đăng ký cái gì đó mình đăng ký học mình đăng ký hộ chiếu mình đăng ký uh, quốc tịch mình đăng ký cái gì đó thì thường dùng xin trong. Biến thành động từ thì mình dùng là 신청을 ư Rồi mình thêm cái đuôi động từ hai ta là vào là xong. 신청을 하다 hoặc là 신청하다. Thằng. 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 Thằng ở đây mình đang học với nghĩa hàng nghĩa là tờ hoặc là tấm. Ví dụ như là một tờ tiền, hai tờ tiền, thằng, một tờ giấy, hai tờ giấy, thằng. Nói chung là thằng là mang nghĩa là tờ, tấm, phiếu. Nhé sư tà sư tà sư tà ở trong trường hợp này mang nghĩa là viết nè khi mình viết lá thì mình dùng sư tà với nghĩa là viết hoặc là mình có thể sử dụng với nghĩa là đội các bạn đội nón lên mình cũng dùng sư tà à, đắng có tính từ mà nghĩa là đắng ví dụ như là thuốc đắng quá sư tà viết đội đắng hoặc là mình cũng có thể sử dụng với nghĩa là sử dụng mình xài cái gì đó mình sử dụng cái gì đó mình sử dụng đồng nghĩa với cái từ sai ha tạ nó mang nghĩa là sử dụng hoặc là xài xài tiền như nước chẳng hạn Sửa. tiếp tục chặt son ha đà chặt son ha đà chặt son ha đà chặt son ha ở đây mang nghĩa là mình điền vào mình điền vào mẫu đơn hoặc là mình điền vào cái tờ giấy gì đó thì thường mình ta dùng là chặt son ha điền hoặc là viết vào ha sa chìn sa chìn sa chìn ở đây mang nghĩa là tấm hình thôi mình đưa cho người ta một tấm hình thẻ hai tấm hình thẻ lúc này mình vẫn dùng sa chìn ha sa chìn là hình chụp thôi 외국인 등록증. 외국인 등록증 외국인 등록증 외국인 등록증 외국인 등록증 ở đây mang nghĩa là gì các bạn? Chứng mình đi từ chữ cuối nha. Chứng ở đây là tờ tắm hoặc là giấy chứng nhận á. nốt nuốt cách đọc ha. Bà chim là ngờ nè. Theo sau nó là r nè. Thì lúc này chỗ r này mình đọc là n. Thường nuốt nốt không đọc là Từng rút ha. Từng rút là ten sai luôn á nha. Người hàng không có đọc là từng rút mà người ta đọc là nốt thường nốt là đăng ký cái gì đó thường nốt in in ở đây là người đó các bạn sa đầm là người mà nghĩa là người á quê quốc quê quốc quê là ngoại quốc là quốc ngoại quốc ngoại quốc tức là nước ngoài quê quốc kiến người ngoại quốc thường nốt chứng giấy đăng ký tức là giấy đăng ký người nước ngoài thì qua hàn quốc mà mình ở hàn quốc á trên 90 ngày trên 90 ngày thì lúc này á mình phải đi đăng ký về Gugin từng Nhung Trương còn dưới 90 ngày là dạng visa du lịch uh, visa du lịch cái dạng mà visa du lịch nên là lúc này dưới 90 ngày thì mình không cần có giấy về Gugin từng Nhung Trương ha về Gugin từng Nhung Trương là mình ở Hàn Quốc trên 90 ngày nè giấy người nước ngoài giấy chứng nhận người nước ngoài hay hay còn gọi là thẻ xanh đấy các bạn ở Hàn Quốc thẻ xanh thì là về Gugin từng Nhung Trương tiếp tục Sikrota chỗ này ghi sai nè Sikrota siっくり 없다, siっくり 없다, đây mang nghĩa là ồn ào, Trời ồn ào quá, siっくり, siっくり 없다, phật kè, phật kè, lúi ha, ở đây mình sẽ nói lên nè, phật kè, phật kè, phật ở đây là bên ngoài mình đi với chợ từ e ở bên ngoài, phật kè ở bên ngoài rất là ồn ào, phật kè siっくり ờ, tiếp tục, san chek, quế cái coi kỹ lắm mà vẫn bị, Xanh chek, san chek ở đây mang nghĩa là đi dạo á các bạn các bạn đi bộ đi dạo sanchek, đây là danh từ ha biến nó thành động từ san san chek hoặc là bỏ ư luôn sanchek chek sanchek san mang nghĩa là đi dạo chi chi hada chi chi hada chi chi hada chi chi chim là cờ theo sau hồi chỗ này mình đọc là cờ chi chi hada chi chi ở đây mang nghĩa là gì các bạn xin việc vào tìm việc vào cái nơi nào đó mình xin việc mình đi tìm việc thì lúc này mình dùng chichikata tìm việc xin việc ha su su rio su su rio su su rio số ở đây mà nghĩa là lệ phí hoặc là phí ví dụ như là mình đăng ký mình đi đăng ký người nước ngoài mà mình phải trả tiền thì cái đó gọi là số hoặc là mình đăng ký điện thoại mà mình đăng ký những cái dịch vụ mà uh, tin nhắn nè ví dụ như là mình xài cái gì đó người ta báo về điện thoại của mình là xài hết bao nhiêu tiền cái dịch vụ tin nhắn thì mình cũng trả số nói chung là mình đi lên xã đó mà mình lấy mấy cái giấy tờ mình đăng ký mình lấy mấy giấy tờ mà người ta bắt mình nộp tiền á giống như tiền lệ phí tiền lệ phí mấy ngàn mấy ngàn thì lúc đó cũng mình cũng dùng là su studio ha lệ phí tiền lệ phí xin chân sò so. xin chân sò so. hồi nãy mình học xin chân mình nghĩ là đăng ký và bây giờ nó có chữ so nữa so ở đây là so riu á các bạn tức là hồ sơ đơn so riu so riu lúc này xin chân sò so nó mình nghĩ là đơn đăng ký tờ đơn đăng ký uh, uh, đơn đăng ký có thể là đơn đăng ký giấy khai sinh đơn đăng ký người nước ngoài đơn đăng ký uh, gia hạn visa chẳng hạn đơn đăng ký dò quân chẳng hạn hộ chiếu chẳng hạn thì lúc này mình dùng xin thông xó mận chờ mận chờ mận chờ ở đây mình nghĩ là trước mình làm hành động gì đó trước hoặc là trước tiên mình nên làm gì đó thì mình dùng là mận trò theo sau thường là động từ ha mận chờ mận khả đi trước đi mận chờ khả sul 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 thì ai cũng biết rồi mà nghĩa là rượu Mà mình có bia thì mình có là 맥주 sure. Mekju sure. Nhiều người á làm á, cái soju này là nói khi mà nói là uống soju đi thì người ta thường làm cái soju này là rượu tuy nhiên soju này là tên của một cái loại rượu ở Hàn Quốc chứ không phải là nó, soju tiếng Hàn là rượu ha soju là tên của loại rượu đó tên là soju tiếp tục gió quần gió quần gió quần ở đây là hồ chiếu thôi hộ chiếu của mình. Đi nước ngoài thì cần phải có hộ chiếu và hộ quẩn. 얼마, mà. Ổl mà. mà ở đây á, thường á, là sẽ mang nghĩa là bao nhiêu. Ví dụ mình hỏi giá bao nhiêu tiền. Mình chỉ cần hỏi là 얼마예요 mà Hoặc là 얼마입니까, mà im nịt cá. mà im nịt này là danh từ mang nghĩa là bao nhiêu ha. Bao nhiêu tiền vậy? 얼마예요, mà ẻ mà im Rồi, đó là xong phần từ mới bây giờ mình sẽ đi qua phần ngữ pháp của ngày hôm nay ngữ pháp đầu tiên định làm một cái hành động gì đó thì đơn giản thôi mình sẽ <laughs> nè y như là cái dịch của tiếng việt của mình thôi định tức là mình nói về một cái ý chí ý chí của mình mình định làm gì đó hoặc là mình nói về cái mục trợ, mục đích của mình mình định làm gì đó thì mình sẽ sử dụng cái ngữ pháp động từ có bà chim á, thì mình sẽ dùng ư riu hà tà và không có bà chim thì mình bỏ ư đi mình chỉ dùng là bỏ tà thêm riu gu hà tà ví dụ như là trong trường hợp mình nói mình có cái từ đọc đi đọc sách It-Tà. bỏ tà ra thì lúc này nó có bà chim là rg thì lúc này mình cộng với bỏ tà ra thêm ư riu gu hà tà 읽으라고 해요. Rồi, ví dụ như là từ Nào không có bà chim các bạn. Ví dụ như từ uh, viết đi, viết thư đi, sư tà. Sư tà bỏ tà ra, định viết tôi định viết thư cho bạn tôi. Sư bỏ tà ra không bà chim nên cộng với điều gu Hà ta. Chiruyo luôn, điều gu Và trong văn nói á, thường á mình sẽ bỏ luôn cái đồ của heo này cũng được ha. Và ilgu mình nói thân mật và nếu mà nói lịch sử các bạn thêm vô il gu 쓰려고요. 쓰려고요. Nói như vậy ha Thân mật thì bỏ luôn vô Còn lịch sử hơn một chút nữa mình thêm vô 읽으려고요. Bạn đang định làm gì vậy? Tôi định đọc sách 읽으려고요. gu Bạn đang định làm gì vậy? Tôi định viết thư cho bạn tôi 쓰려고요. 편지를 쓰려고요. yo pyeon Lưu ý ha, định làm gì đó nó là hành động mình định làm gì đó nên bắt buộc nó phải đi với động từ ha. Chứ không có định đẹp, định uh, xấu, định tốt thì lúc đó là nó không đúng ha. Nó là tính từ thì mình không có dùng ha. Tính từ thì ten. Nên bây giờ mình sẽ có ví dụ để cho mọi người nắm được cái ngữ pháp định làm gì, gì đó nha. Tôi định đi uống bia với bạn, nhưng hôm nay trời nóng quá mình định đi uống uh, chai, lon bia với bạn mình đi. <laughs> thì đơn giản mình dịch bình thường thôi, đơn giản thôi. Chủ ngữ là ai? Ai định làm đây? Tôi chủ ngữ có bạch chim thêm in không bạch chim nến chó lịch sự nã thân mật định làm gì đó ngữ pháp nè đi đi mà uống đi ở đây là động từ nè uống ở đây là động từ luôn muốn ghép hai cái động từ lại với nhau đi là khả tà nè uống là ma nè mình đã được học trường hợp này rồi thì mình có là đi để làm gì đó mình có động từ ư ừ đo có bạch chim thì ư ừ đo không bạch chim thì đo khả tà hôm trước mình có học rồi ha định đi đi để làm điều gì đó đi uống thì mình dùng ghép lại nè đi là khả ta nè để làm gì đó mà si đó không bà xin thì mà si đó khả tà. bia bia đây là danh từ uống cái gì uống bia thì lúc này nó bổ nghĩa cho từ uống ha có bà chim thêm ư không bà chim thêm rứ bia của mình là gì mọi người mệt chữ mệt chữ uống rượu là sư mình như làm sàng <laughs> ờ, đi rượu <laughs> với bạn, với ai đó và với mình có thể sử dụng là danh từ với ai đó haiku hoặc là haiku katchi hoặc là haiku katchi được, được ha. Bạn, bạn danh từ là chingu chingu đó. Nè, bây giờ mình sẽ chuyển nguyên cái câu này sang tiếng Hàn nha. Rồi chủ ngữ mình lấy ra trước, chủ ngữ là ai là tôi, thò nến sau đó câu này không có thời gian mình đi từ đuôi lên à. bạn bạn là chinh của với mình có thể dùng chinh cú hoặc là chinh cú rồi bia bia là mệt chú uống bia theo sau là động từ thì mình thêm trợ từ cho nó Mẹ uống là đi uống mình có đi uống luôn lấy luôn nguyên cụm đi uống bà chi đó kha ta

chủ ngữ luôn cũng được và bỏ heo cũng được bỏ heo mình muốn lịch sự thì mình thêm vô ở cuối đây 친구하고 같이 맥주를 마시러 가려고요. 친구하고 같이 맥주를 마시러 가려고요. 친구하고 맥주를 마시러 가려고요. 가려고 해요. đều được nha. này mình sử dụng linh động nha mọi người. ví dụ tiếp theo bạn định làm gì vào cuối tuần ví dụ mình hỏi bạn mình á uh, cái dự định của bạn mà là, là cuối tuần là cái gì mình cũng có thể hỏi về dự định ha thì lúc này bạn mình đang hỏi người ta thì hai bên biết biết nhau rồi bỏ chủ ngữ nha định định làm gì đó ngữ pháp nè làm gì làm là động từ nè ha tà nè mà làm cái gì cái gì này là danh từ làm cái gì thì nó bổ nghĩa cho Động từ thì lúc này danh từ có bạch chim thêm ư, không bạch chim thêm rứ Vì mình có danh từ là vụ ọt. Vào cái thời gian nào đó thì mình có danh từ chỉ thời gian theo sau đó là e. Cuối tuần, cuối tuần của mình là chù Vào cuối tuần, vào là e nè, chù Vậy thì mình chuyển câu này sang câu tiếng Hàn đơn giản thôi. Bạn hỏi hai người biết nhau rồi, bỏ chủ ngữ. Rồi bây giờ mình đi từ đuôi dịch lên. Cuối tuần, vào cuối tuần, cuối tuần là chù vào thời gian cuối, cuối tuần thêm là e sumare rồi gì gì <laughs> làm what mà theo sau là động từ nên mình thêm trợ từ buser làm là ha rồi bây giờ đến chi ngữ pháp nè ngữ pháp của mình là ngữ pháp định định thì có bà chim thì mình thêm yoru ha ta không bà chim thì yoru ha ta không bà chim nữa thì thêm yoru <laughs> rồi Heo. Câu hỏi nên thêm dấu hỏi và lên giọng ở cuối câu. 주말에 무엇을 하려고 해요? 주말에 무엇을 하려고 해요? 네. 주말에 무엇을 하려고 해요? là bình thường thôi ha. Đó là ngữ pháp 의도하다. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái ngữ pháp hơi hơi khó hơn một chút, đó là -는데. 은 Nhìn, đây. Đây là một cái dạng ngữ pháp có đa nghĩa ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người uh, những cái nghĩa cơ bản mà thường dùng và thường dùng như thế nào thì hôm nay là mình hướng dẫn cho mọi người nhưng mà nó hơi dài một chút nha. Uh, chỉ cần chăm chú một chút là mọi người sẽ hiểu được cách dùng của cái ngữ pháp này thôi. Đầu tiên là mình sẽ đi vào cấu tạo trước. Cấu tạo thì nó gồm á, uh, thứ nhất căn bản là động từ và tính từ đều dùng được. Đối với động từ mình chia y như định ngữ luôn á, uh. định ngữ của thì hiện tại nè động từ thì hiện tại ở đây mình dùng thì hiện tại rất là nhiều ha hiện tại hiện tại mình sẽ có động từ mình bỏ tà thêm ninh thè mình có thể là ninh đề du khi nó kết thúc câu và ninh đề mà theo sau một vế nữa cũng ok luôn ha nó có hai trường hợp một là đứng kết thúc câu luôn hai là nó đứng ở giữa câu đó ninh đẻ đối với động từ ha mọi người động từ chia y như định ngữ thì hiện tại tức là thêm ninh có tà hay không có bạch chim hay không bạch chim mình đều thêm nên ha còn đối với trường hợp tính từ tính từ cũng chia ý như định ngữ luôn tính từ á, có bạch chim thì thêm in không bạch chim bỏ tà thêm chữ niên là bạch chim cho nó là xong và theo sau là tề cũng có hai dạng đó là dạng kết thúc cầu nên in niên đều hoặc là theo sau nó là một vế nữa cũng đều được ha đó là hai dạng cơ bản dành cho tính từ và động từ và mình có những cái dạng nâng cao nữa ví dụ như dạng dành cho danh từ danh từ á danh từ thì thường theo sau nó là cái gì đó nó đi với y tà. y tà thì mình sẽ cộng luôn là in đều nè khi mà kết thúc câu còn khi mà nó có vế thứ hai thì các bạn cứ đưa vế thứ hai vô in đề rồi thêm một vế nữa rồi có cái dạng nữa là anita có nghĩa là không phải là danh từ có bà chim không thêm y không bật chim thêm ka, anita. À, Mà nghĩa là không phải là cái gì đó, mình bỏ tà, mình thêm à, ni đề, à, đề xong đó, vô khi kết thúc câu và không kết thúc câu mình thêm một vế nữa thì mình thêm cứ bỏ vô và thêm một vế nữa rồi mình kết thúc câu ha. Thường là nó có những cái dạng cơ bản như vậy đó mọi người. Tức là dành cho tính từ nè, động từ nè và danh từ. Và cái trường hợp anita à, này là một trường hợp đặc biệt không phải là cái gì đó và lưu ý giống y như trường hợp định ngữ luôn cái trường hợp chia này y như định ngữ luôn tức là đối với những tính từ động từ nào có ita opta tức là những cái nào có ita opta này sẽ được chia giống y như động từ tức là động từ nó chia y như động từ tức là ita opta nè mình chỉ cần bỏ ta mình thêm nên đẻ là sao nên tè vô khi kết thúc câu và khi mình muốn nói nối giữa hai câu thì mình bỏ vô và cứ nối thêm cái vế tiếp theo là xong. Đó, đó là năm phần cơ bản nhất của in niên nin đẻ. Đó, mọi người nhớ cái 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 định ngữ là mọi người sẽ làm được cái phần này thôi, cái phần chia đó là phần chia còn về nghĩa thì nó khá là đa dạng mình dùng rất là nhiều và dùng thoải mái trong khá nhiều tình huống bây giờ mình sẽ đưa ra cho mọi người năm tình huống cơ bản mà mình hay dùng với in in điều, ha tình huống thứ nhất là mình sẽ dùng khi mình cảm thán hoặc là mình ngạc nhiên chuyện gì đó ví dụ trời ơi, đẹp ghê ồ cái này được nè ồ cái này tốt nha cái kiểu như mình cảm thán mình ngạc nhiên mình thấy ố oh, hôm nay là thứ hai mà à, thứ thứ ba mà sau hôm nay em đi học chẳng hạn thì mình ngạc nhiên mình cũng có thể nói về cái in in deo này được ha nhưng mà thường là in in deo mà nói về cảm thán ngạc nhiên á thì thường á là mình in in deo luôn in nên nhiên theo luôn là mình kết thúc ở đây luôn thường mình thấy á trường hợp cảm thán ngạc nhiên á là nó chấm kết thúc ở nên theo nó không có đi ra cái vế sau tức là nó không phải nằm ở giữa một câu mà thường là nó kết thúc cái câu đó luôn inin theo in luôn ô oh, dẹp ví dụ như đẹp quá à dẹp bạn mình nói trời cái áo này xấu ghê á nhưng mà mình mình nhìn mình thấy ủa đẹp mà ủa dễ phân đẻ dễ phân nè đó là trường hợp cảm thán ngạc nhiên nha thứ hai là trường hợp nói xong rồi mình chờ người ta phản ứng trả lời tức là sao các bạn ví dụ như là trong trường hợp ở trường hợp này thì thường mình sẽ không có dịch ra ví dụ như là mình gọi điện thoại tới nhà người ta cái người ta ủa alo ai vậy ồ thôi rên tôi tôi là rin. Rin ví dụ ha gọi điện kia ồ tôi là ren nè tôi là ren nè xong rồi mình chờ người ta nói mình chờ người ta nói chờ người ta phản ứng nói chung là mình kết thúc xong rồi mình chờ phản ứng của người ta thôi câu này thì mình in in the o này theo o này thì mình dùng thoải mái luôn và thường mình thấy cái trường hợp mà chờ phản ứng này nó cũng đứng ở cuối câu in the o luôn ha thường là mình thấy cái này là theo cảm nhận thôi mình thấy vậy đó và mình thấy ngữ pháp thì thường người ta cũng giải thích như vậy mà mình thấy thường ngày thì người ta dùng ô nó đi cô để có đề kết thúc luôn ha phân <laughs> đề tiếp theo mình giải thích về bối cảnh tình huống gì đó cái trường hợp mà giải thích này mình hay nói với các bạn trong những cái phần mà giảng giải mấy cái câu nói đời sống thường ngày á hướng dẫn những câu đời sống thường ngày á thì lúc này mình sẽ giải thích một cái chuyện gì đó ví dụ uh, hôm nay trời mưa rồi thôi mình uh, ở nhà đi đừng đi, đi, đi chơi nha Lúc này mình giải thích cái bối cảnh, tình huống, mình giải thích xong mình nói cái gì đó nữa ra nữa. Thì thường cái phần này thì mình thấy nó nằm ở giữa câu rất là nhiều ha, giữa hai câu. Giải thích một cái gì đó xong mình nói ra ý kiến, nói ra một cái đề nghị hoặc gì đó thì mình có thể giải thích. Nhưng mình sẽ không có dịch mấy cái trường hợp mà à, nói này nè, thường mình ít dịch ra lắm mình chỉ hiểu là ừ nó muốn nói hai câu lại nó giải thích cái tình huống đó giải thích nối nó hai câu lại với nhau thôi thường trong văn dịch của mình mình dịch khi mình dịch ra thì mình không có dịch nó ra sát nghĩa mà mình chỉ ừ mình tách ra hai câu mình dịch bình thường ha hai vế đối lập mình cũng có thể dùng in in du đối với uh, hai vế đối lập in 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 ví dụ như là ồ nhỏ đó nó đẹp nhưng mà tính không được ví dụ gì đó hai vế có thể đối lập với nhau nó nói về sự tương phản nó dùng hơi hơi giống với cái chị man á chị man ha. tuy nhiên nó là hai vế đối lập thì mình cứ hình dung là hai vế đối lập thì mình có thể dùng chị man nhưng mà mình cũng có thể dùng in in tiểu để mình nghĩ nhấn mạnh hơn in in tiểu và thứ năm nó là nói lý do sau đó mình đề nghị khuyên bảo có thể như là mình nói là ừ hôm nay á vì trời mưa đó nha nên là nhớ mình dù theo nha thì lúc này thường vế sau của nó là đề nghị Mình đề nghị người ta chuyện gì đó Hoặc là ô giờ em đi chợ nè Anh có muốn mua gì không? Thì lúc này mình nói đề nghị Khuyên bảo mình cũng có thể dùng được ha Đề nghị hoặc là khuyên bảo người ta chuyện gì đó Ồ vì sắp tới kỳ thi rồi đó Là học hành đi nha <laughs> kiểu vậy đề nghị phiên bảo mình cũng có thể dùng in in đều nhưng lưu ý là hai cái trường hợp đầu tiên thì thường mình dùng ở cuối câu in in còn ba cái trường hợp còn lại mình thấy nó dùng ở giữa câu rất là nhiều ha nên là trong trường hợp này mình sẽ cho mọi người năm ví dụ về năm cái tình huống này để mọi người hình dung nha mình đi vào ví dụ đầu tiên cảm thán ngạc nhiên cảm thán ngạc nhiên thì mình đi với in in cuối câu luôn nha in in ví dụ của mình là ô cái này được nè cái này đẹp nè ví dụ mình ra chợ Um, người ta đưa quá trời đồ ra cho mình để mình lựa ô oh, ego cái này đẹp nè ô oh, cái này được nè ồ oh, cái này chủ ngữ ha cái này là gì các bạn cái là chủ ngữ có bạch chim thêm in không không bạch chim thêm in trước đi <laughs> cái này này là y nè cái là khệt nè mình có thể dùng y còn văn nói thì thường hay dùng y có 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 thể thêm trợ từ cho nó ha được nè được nè ờ, mình có thể dùng thuê tà hoặc là mình có thể dùng tính từ chụt thà cho nó cũng được ha trong trường hợp này mình sẽ dùng chụt thà nha tính từ chụt thả được tốt nè cái gì đó thì lúc này là trường hợp cảm thán nên là mình sẽ dùng in, in điệu rồi cái này chủ ngữ y gò có. Có, có bà chim nên mình thêm in y xin được nè tốt được chụt thà khi mà chia đưa ưn đe thì nó là tính từ, tính từ thì mình có bạch chia mình thêm in và thêm the vô kết thúc câu. 이것은 was 좋은데요. 이것은 좋은데요. Cái này là mình dùng <laughs> viết cho đúng chuẩn ha, còn khi mà trong văn nói thì người Hàn hay nói y. Thọt ở đây người ta hay nói y Hoặc là 이게. Rồi, 좋은데요. 이거 이게 좋은데요. Bỏ vô khi các bạn muốn nói thân mật ha. 이거 좋은데요. 이거 좋은데요. 이거 좋은데요. Tiếp tục ví dụ số 2 là mình chờ phản ứng hoặc là uh, mình nói xong rồi mình đợi người ta trả lời đó, thì mình cũng có thể sử dụng in, -in Ví dụ là áo này với tôi thì quá nhỏ hoặc là thì hơi nhỏ. Áo này ví dụ mình người ta đi, đi chợ mà người ta đưa cho mình cái áo nhỏ không? Ừ, cái này nhỏ lắm, nhỏ, nhỏ với em là nó nhỏ lắm á. Mà lấy cái áo bự hơn cho em đi ý là vậy mình muốn lấy cái áo bự hơn nhưng mà mình nói ý của mình là ồ cái này với em thì nhỏ cái cái, cái người bán hàng sẽ nói ừ vậy thì mình sẽ lấy áo bự hơn cho bạn thì lúc này mình dịch bình thường thôi áo này áo này là chủ ngữ nè danh từ có bà chim thêm in không bà chim thêm nin nè áo là ụt nè nói chung này là y rồi với tôi cái gì đó với hoặc là cho hôm trước mình có hướng dẫn cho mọi người rồi tức là cái danh từ á chỉ cái người nào đó 에게 hoặc là thẻ trong văn nói thì mình hay dùng hạnh thê và văn viết văn nói cùng dùng chung á thì mình hay dùng là e ha thì lúc này mình có với là mình dùng e nè hoặc là hạnh thê nè với tôi tôi là cho trong trường hợp lịch sự còn thân mật dùng na thì quá nhỏ thì lúc này thì quá nhỏ nó là cái kết thúc câu luôn ha các bạn quá ở đây là chỉ mức độ nọ muốn mẹ ứ nhỏ nhỏ là mình có chặt tà cái thì này á cái này áo này nhỏ à, áo này với tôi quá nhỏ cái chữ thì này là thêm trong tiếng việt mình thôi ha nên lúc này mình không có dịch đó ha rồi bình thường thôi chủ ngữ đâu chủ ngữ là áo này dịch từ đưa dịch lên này áo y rồi, trong trường hợp này mình có thể dùng ư nếu mình muốn nhấn mạnh với sau. Nhưng mà mình cũng có thể dùng y-ga để mình nói về cái gọi là chủ ngữ. Mình dùng đúng cái trợ từ của chủ ngữ ha. Trong trường hợp này theo sau nó là tính từ thì bình thường thường thì mình hay dùng là y-ga hơn ha. Y-u-si, y si không có bài chim mình dùng y-ga ha. Với tôi thì quá nhỏ thì lúc này mình dịch từ đuôi lên. Nhỏ, quá nhỏ, quá nhỏ trước ha mức độ mình đứng trước cái tính từ nên lúc này mình quá trước nộ no mua rồi nhỏ là chặt Ừ chặt ta. rồi chia đu luôn chia đu luôn chia đu luôn thằng <laughs> má rồi mình chia đuôi luôn cho nó rồi trong lúc này là mình đang muốn chia in, in đều mình chờ phản ứng đúng không? Có bà chim nên mình thêm in đều Vậy thì làm sao đây Còn cái với tôi này đâu mất rồi Với tôi này á thì mình sẽ nhét nó lên phía trước này nha Nãy mình dịch cái trường hợp này Mình phải dịch với tôi trước mới đúng à Với tôi thì mình sẽ nói sao các bạn Với tôi, tôi là chó Với là e ghé Chó e mua kinh đẹo Trường hợp này dịch từ đuôi dịch lên thì nó hơi bị đuối nha Tại vì quá nhỏ với tôi đáng lẽ là cái chữ với tôi này tiếng việt mình phải đưa ra sau đuôi này nó mới đúng với cái trường hợp này nhưng mà mình đã đưa nó lên trước rồi nên các bạn thấy nó không có chỗ thì các bạn nhét nó vô phía trước là xong nha chứ thấy nó không có chỗ xong không biết làm sao hết thì đuối luôn tại vì cái quy tắc của mình á là tính động từ của mình luôn luôn đứng ở cuối câu nên là cái tính động từ đứng cuối câu là một cái cố định còn những cái còn lại mình không có biết chỗ của nó nằm ở đâu á mình dịch mà mình không biết nằm ở đâu các bạn cứ đưa nó lên phía trước cho mình à đưa những cái còn lại lên phía trước không sao hết ha. 이 옷이 저에게 너무 작은데요. 이 옷이 저에게 너무 작은데요. 네, nó 옷이 저에게 너무 Đó là xong nha. Phần này mình chờ phản ứng ha thì người ta sẽ lấy cho mình áo mới thôi. 이 옷이 저에게 너무 Đó, đó là trường hợp số 2 mình đi vào trường hợp số 3 nè. Giải thích bối cảnh hoặc là tình huống nào đó mình giải thích về cái chuyện gì đó mình giải thích cái bối cảnh của tức là làm sao cái lúc này á cái vế trước sẽ là bối cảnh cho vế sau nói chung nó sẽ có hai vế với nhau ha giải thích bối cảnh tình huống nào đó có thể không dịch trường hợp này cũng được ha mình chỉ hiểu đó là hai cái hai cái có cái tình huống phía trước xong rồi đó có thêm cái tình huống phía sau mà tình huống phía sau xảy ra thì tình huống phía trước nó giải thích cho cái tình huống phía sau đấy buồn quá à mình đi xem phim nha tức là cái bối cảnh gì đây cái bối cảnh của tôi cái cảnh của tôi cái hiện trạng của tôi tôi đang rất là buồn chán không có gì làm nên là bây giờ cái tình huống xảy ra là mình đi xem phim nha bối cảnh của tôi tôi giải thích cái chuyện này nè tôi muốn giải thích thằng này nè xong rồi cái này là cái tình huống tiếp theo có bối cảnh rồi mình đưa ra tình huống nha buồn quá à mình đi xem phim đi bối cảnh buồn quá à buồn ở đây là tính từ buồn chán không có chuyện gì làm hồi nãy mình có nói là sim sim -ta đó buồn chán không có chuyện gì làm quá mức độ thôi nó mua nè nó mua kính mình đi xem phim đi lúc này các bạn lưu ý cái chữ mình này nè cái mình của người miền nam á mình nha thì lúc này á nó rủ rê tức là chúng ta hãy á, rủ người khác đi mà mình không nói là một mình mình đi cái mình này không phải là một mình mà là chúng ta đó nên lúc này mình sẽ có cái ngữ pháp là 비읍시다. -si có bà chim thì ướp -si không bà chim thì 비읍시다. Rồi, -si đi xem phim, đi xem phim. Ở đây á mình có đi để làm gì đó thì mình hồi nãy mới có nói á, là động từ ư đo khả tà có bà chim thì ư đo khả tà không bà chim thì mình dùng với ro khả tà mà nghĩa là đi để làm gì đó trong trường hợp này đi của mình là khả tà nè xem phim xem phim thì mình có phim là dọn hoa xem là phụ tà rồi nguyên cụm dọn hoa rê phụ tà là xem phim nè bây giờ mình ghép vô đi xem phim đi để làm hành động gì đó đi của mình là cuối câu khả tà rồi nè xem phim dọn hoa rê phụ bỏ tà ra để không bà chim mình thêm rò dọn hoa rê phụ rò khả tà đó là đầy đủ các thành phần rồi bây giờ mình chuyển nó sang câu tiếng hàn thôi buồn quá à. buồn quá à đây là một cái câu nha buồn quá à sim sim ha đã bỏ tà ra bây giờ muốn nói hai câu lại mình nói cái bối cảnh của mình à không có bà sim nên mình dùng đang là tính từ ha sim sim ha tà là tính từ ha chỉ cái tính chất cái tình trạng của mình là sim sim ha đã không có bà sim nên mình thêm niên chữ nào làm bà chim cho nó và thêm tè Ô oh, xim mình thế, Mình đi xem phim nha. Chúng mình hãy đi xem phim nha. Cái này là ngữ pháp hả nè. Rồi, xem phim, đi xem phim. Dọn hoa rứ. Giờ tôi dịch lên nha các bạn. Bù đó. Đó, bỏ tà đi. Rồi, chúng ta hãy, chúng mình hãy không có bà chim nên thêm. Piupsi Thêm chữ bờ làm bà chim cho nó. Và thêm. piupsi là xong. 어, ờ, 심심한데 영화를 보러 갑시다. 심심한데 영화를 보러 갑시다. Trong trường hợp này mình cũng có thể sử dụng một cái đuôi câu khác đó mọi người. Tức là mình cũng có thể sử dụng là trường hợp này là chúng ta hãy làm gì đó, còn mình cũng có thể sử dụng trong trường hợp mà buồn quá à, không có gì làm hết là mình đi xem phim nha. Cái dạng mà mình rủ rê, mình hỏi ý kiến rủ rê, mình cũng có thể sử dụng cái đuôi là real riêng, Người hàng cũng hay sử dụng cái đuôi này nè các bạn. 냐 nhỉ nghe đó. 냐 nhỉ nghe. 까요 c là có bà chim thì 러 가다, 보러 가다, 보러 갈까요? 응. 심심한데 영화를 보러 갈까요? 심심한데 영화를 보러 갈까요? 보러 갈까요? n 면 u mà t h 이 y sử dụng nhiều hơn 보러 갑시다 단 보러 갈까요? c ũ 심심한데 영화를 보러 갑시다. 영화를 보러 갈까요? Đó là trường hợp số 3, bây giờ mình đi vào trường hợp thứ tư Thứ tư đó là trường hợp đối lập Tức là hai cái vế này nó đối lập với nhau Nó không có cùng một cái hệ ý nghĩa Nó là hai vế thể đi đối lập với nhau ha Mình có thể dịch là nhưng hoặc là mà Ví dụ của mình là người này là bạn tôi nhưng mà giờ Bạn ở Mỹ rồi, giờ đang ở Mỹ Tức là mình nhìn vô tấm hình á, bạn mình nói Ủa đứa này là ai vậy? cái cái người này là ai ạ à? thấy hai đứa đang khoác da với nhau đi cái mình nhìn như tới hình mình kêu ủa này là ai ạ à? ồ người này bản mình mà giờ nó ở mỹ rồi à, người này bản mình giờ nó qua hàn quốc rồi <laughs> kiểu gì đó người này chủ ngữ thì mình làm bình thường thôi người này là chủ ngữ của vé một nè danh từ có bà chim thêm in không bà chim thêm nến người là sa này là y người này y sa đàm dịch ngược đó ha là cái gì đó và là cái gì đó mình có là y tà tức là là danh từ mình có ngữ pháp danh từ y tà đó rồi bạn tôi bạn bạn tức là 친구 cứu bạn tôi tức là bạn của tôi của tôi là thế 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 친구 cứu thế nhưng mà cái gì đó thì nó là cái ưng nhân rồi giờ giờ là thời gian nè bây giờ nè chị ở mỹ ở sống nơi nào đó mình có thể dùng là danh từ e ita hoặc là do danh từ e thay tà trong trường hợp này mình dùng ít tà ha rồi chuyển câu này sang tiếng hàn thôi người này chủ ngữ của câu 1 trước cái chữ nhân là câu 1 ha sau cái chữ nhân là câu 2 bây giờ mình có người này là bạn tôi chủ ngữ người này y sa dịch từ dịch lên thành hai người đó rồi chủ ngữ y sa có bà chim thêm in ha là bạn tôi tức là mình có bạn tôi là nè dịch từ đuôi dịch lên bạn tôi chè bạn xin cú là y bỏ tà đi y tà thì hãy mình có y tà thì lúc này mình biến nó thành in đè không bà chim nên mình dùng in đề luôn ha xin cú in đề Y sao mình xin cú in de. giờ ở mỹ bây giờ chị gớm thời gian chị gớm ở mỹ sống ở nơi nào đó mỹ là có tiếng hàng làm bí gu rồi ở e 있다. 있어요. 이 사람은 제 친구인데 지금 미국에 있어요. 이 사람은 제 친구인데 지금 미국에 있어요. đó là trường hợp thứ tư bây giờ mình đi vào trường hợp cuối cùng ha trường hợp cuối cùng là trường hợp nói lý do sau đó mình đề nghị mình khuyên bảo mình nói ra một cái đề tài gì đó nói ra một cái chuyện gì đó tình huống gì đó sau đó mình khuyên người ta ha ví dụ như là mình có vì trời mưa nên chúng ta hãy đi bằng taxi đi đó là thấy trời mưa quá đi bằng xe buýt thì rất là mệt nên thôi à, trời mưa mình đi bằng taxi đi vì cái gì đó nên thì lúc này mình vẫn sử dụng với cái in in đề nó là ngữ pháp nha vậy thì nó sẽ các bạn sẽ nghĩ ngay nó là nó ở giữa câu nó nối hai câu lại với nhau nha. trời mưa trời mưa mình có cụm trời mưa là piga ta hoặc có thể sử dụng với piga nerida hai trường hợp đều được nha nên chúng ta hãy chúng ta hãy cùng làm gì, điều gì đó thì lúc này mình sẽ dùng cái ngữ pháp là động từ có bạch chim thì thêm ướp không bạch chim thì pia ướp si hoặc là trong văn thân mật thì dùng động từ với ta cũng được ha. Đi bằng xe taxi, đi bằng cái phương tiện gì đó thì mình có phương tiện nè. Ừ, real, tha tà đi xe nha. Rồi, trong trường hợp mà danh từ Ứ đồ, có bà chim Ứ đồ không bà chim rô khả tà đều được ha. Tuy nhiên nếu mà các bạn sử dụng bằng tha tà và các bạn muốn thêm đi bằng cái phương tiện luôn thì thường mình sẽ dùng là tha cu khả tà mình dùng nguyên cái cụm danh từ có bà chim thêm ư không bà chim thêm rư xong tha cu khả tà leo lên rồi đi tha cu khả tà người hàng hay dùng tha cu khả tà này rất là nhiều ha taxi tiếng hàn của mình là taxi danh từ taxi xong bây giờ mình sẽ chuyển câu này sang câu tiếng hàn trước chữ nên là vế một mình dịch từng vế một ha trời mưa 비가 오다 bỏ tà đi rồi bây giờ mình vì trời mưa mà mình muốn dùng in nên de. u tà không bạch chim mà u tà là động từ nên lúc này mình sẽ bỏ tà thêm nên pi ga u nên đề chúng ta hãy đi bằng taxi đi thì lúc này mình dịch từ đuôi dịch lên taxi là taxi taxi mình dùng với tha tà nha tha cu khả tà rồi bây giờ mình chia là chúng ta hãy tha gua không bà chim nên dùng phía cho nó ha không bà chim thêm chữ vào là bà chim cho nó là xong thôi 비가 오는데 택스를 타고 갑시다 비가 오는데 택스를 타고 갑시다 비가 오는데 택스를 타고 갑시다 này đó là trường hợp thứ năm đó là ngữ pháp in đề này thì nó hơi có nhiều tình tình huống nên là à, có lẽ là mọi người sẽ hơi hơi bối rối tuy nhiên là mọi người cứ một lần mình gọi là mình ngồi mình ghi lại mình học lại và mình suy nghĩ về cái tình huống là mình sẽ làm được cái phần in in đề này tốt thôi mình thấy văn nói in in đề dùng rất là nhiều luôn á mọi người nên học kỹ phần này nha rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần tiếp theo phần hội thoại để mình nói lại mình ghép lại cái phần nội dung mà hôm nay mình đã học ha hội thoại thì bình thường thôi sẽ có người nhân viên và ren bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc hội thoại nha hai lần nha mọi người 용빙 직원 어떻게 오셨어요? 외국인 등록증 신청하려고 하는데요. 아직 신청서를 안 쓰셨죠? 저기에 있는 신청서를 먼저 작성해 주세요. 신청서 여기 있어요. 여권하고 사진도 한장 주시겠어요? 수수료는 만원입니다. 네, 여기 있습니다. 다시 한 번요. 템업 블랑 러냐. 어떻게 오셨어요? 외국인 등록증 신청하려고 하는데요. 아직 신청서를 안 쓰셨죠? 저기에 있는 신청서를 먼저 작성해 주세요. 신청서 여기 있어요. 여권하고 사진도 한장 주시겠어요? 수수료는 만원입니다. 네, 여기 있습니다. Bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch cái đoạn này ha. Cái đoạn này bối cảnh là mình đang đi đến cái văn phòng xuất nhập cảnh hoặc là mình đi đến cái gọi là community center để mình đăng ký thẻ người nước ngoài và cái người nhân viên đang giúp mình làm cái thẻ người nước ngoài Người nhân viên: "어떻게 오셨어요?" 어떻게 오셨어요? Thì thường mình tới những cái công ty nè, hoặc là đến những cái nơi công cộng để mình làm việc bu điện hoặc là ngân hàng hoặc là những cái gọi là community sinh thôi. Thường người ta hay hỏi mình bạn đến đây có chuyện gì với câu là 어떻게 오셨어요? 어떻게? chim là hờ theo sau là cờ. Lưu ý chỗ này mình đọc khò. như thế nào? U là là đến à. Bạn đến đây như thế nào? Tức là trong trường hợp này cơn gió nào đã đưa bạn đến đây kiểu vậy đó Nên là có chuyện gì mà bạn tới đây tả và cộng với xót u thật ra trường hợp này thì mình đã hướng dẫn mọi người rồi phần mà liên quan đến kính ngữ động từ tính từ khi mình muốn nói lịch sự muốn nói tôn trọng người khác thì lúc này mình có bỏ tà ra có bà chim thì mình dùng với ư si và không bà chim thì mình dùng si sau đó mình mới chia câu á động từ ư si trong trường hợp này u thì mình sẽ không bà chim thì mình cộng thêm thêm đó là u sĩ sau đó là mình đi chưa chia, chia, chia thì quá khứ đây nè chia thì quá khứ đã nè oh sẽ vì đã đến cái nơi này rồi nên chia thì quá khứ đã và cộng với đuôi ảo vô thôi oh sẽ Sosyo bạn tới đây có chuyện gì vậy? Rồi, Ren sẽ trả lời: về Google ngoài đăng ký xin đăng ký 외국인 등록증 신청하려고 하는데요. trong trường hợp này đang kết thúc với đuôi in đây là một cái đuôi giải thích giải thích cái gì đó như hồi nãy mình có học hoặc là giải thích hoặc là mình đang chờ cái câu trả lời của người ta thì lúc này mình có về Google từng nuột chừng không có chủ ngữ tức là người nói là tôi nè về Google từng hồi nãy mình có nói rồi đó là giấy đăng ký người nước ngoài xin hà đăng ký động từ ưu đô của hà định thì lúc này mình dịch là tôi định đăng ký cái giấy người nước ngoài tức là cái lý do mình tới đây là tôi định đăng ký cái thẻ người nước ngoài cái giấy người nước ngoài tiếp tục nhân viên hỏi tiếp chị xin chong cho Achi xin cho lúc này nhân viên mới hỏi mình á Achi Achi mang nghĩa là vẫn chưa theo sau nó là phủ định mình ghi qua bên này nha tức là sao <laughs> À, chiếc. Mà theo sau nó có phủ định Tức là ảnh hoặc là một Những cái ảnh hoặc là một Hoặc là chi ảnh hoặc chi một gì đó Theo sau nó là phủ định Thì nó mang nghĩa là vẫn chưa làm gì đó Vẫn mà vẫn chưa Chưa cái hành động gì đó Còn trong trường hợp mà à, chi, Cộng với cái trường hợp không phải là một Không phải là uh, Phủ định đó, đó là trường hợp khẳng định Là những câu nói bình thường thì lúc này mình sẽ dịch là Vẫn còn Ví dụ như là vẫn còn sớm mà Giờ vẫn còn sớm mà Thì lúc này mình dùng à Nhưng mà nó mang nghĩa là vẫn còn Trong trường hợp này à mà theo sau là an à nè Thì lúc này nó mang nghĩa là vẫn chưa Xin chong xó so", Xin chong so ở đây mang nghĩa là đơn đăng ký nè Đơn đăng ký sư tả viết vẫn chưa viết đơn đăng ký thì lúc này mình có so sở u thì nó giống như trên câu đầu tiên nó mang nghĩa là lịch sự thôi ưu si á trong trường hợp này nó cũng cộng với ưu si nè mang nghĩa lịch sự và quá khứ đã tức là bạn đã vẫn có chưa viết cái đơn mà đăng ký đúng không chiếu đúng không phải không chiếu thì mình viết ở dưới này nha bản nhỏ quá không có chỗ trống viết luôn tính động từ mình bỏ tà thêm chiếu câu hỏi thì nó mang nghĩa là cái gì đó chứ ừ. chứ bạn chứ hoặc là phải không ha, xác minh lại cái điều mà mình đã biết hoặc là mình nghĩ. 아직 신청서를 안 썼죠? Bạn vẫn chưa biết đăng ký, đơn đăng ký đúng không? 거기에 있는 신청서를 먼저 작성해 주세요. Bây giờ chủ ngữ ở đây mình có in niga mình không thấy ha. Thì bây giờ có cái nin này nè nhưng mà nó là định ngữ. Nên là trong trường hợp này mình không có thấy nên mình dịch từ đuôi lên ha. Rồi, ư xẻo ư xe ô, đuôi ư xe ô là hãy nè. Rồi, thật son he ta, ả o mình có cái động từ mà ả o ta làm gì đó cho ai đó nè. Hãy làm gì đó cho ai nè, cho người nói là cho tôi nè. Thật son anh ta mình nghĩ là viết nè, viết cho tôi. Mần cho, mần cho theo sau là động từ thường mình nghĩa là làm gì đó trước. Thì mần cho thật son ta, tức là viết trước cái đó đó. Viết cái gì đấy các bạn? Viết là động từ, thì kiếm cái ư rư này mình dịch ha. Viết cái xin chân xó, ư rư, rư, rư xin trong xó xin trong so là cái đơn đăng ký chó kia in nên xin trong lúc này chó kia in nên xin trong này là định ngữ của thời hiện tại trong trường hợp này là ít ta thì mình chia theo định ngữ của hiện tại đối với động từ ha tức là động từ nè bỏ tà ra có bà chim hay không bà chim đều thêm nên và thế sao là danh từ danh từ của mình là xin cái đơn nè rồi nên dịch là mà nè Ita là có, có ở nè. E là ở nè, có, có ở. Thò đằng kia. Thế là sao? Bạn hãy viết. Nè, bạn hãy nè, viết vào cái đơn đăng ký mà có ở đằng kia. Trước đi. Thế là sao? Bạn vẫn chưa viết đơn đăng ký đúng không? Trước tiên là bạn hãy điền hoặc là hãy viết vào cái đơn đăng ký ở đằng kia. Ở, nếu các bạn hay đi lên những cái nơi công cộng đó, thì những cái đơn đăng ký xin xong xo này nọ thì thường nó sẽ được bài trí sẵn ở trong những cái học có ghi tên sẵn và nó có cái mẫu nó ghi sẵn ở đó để các bạn nhìn vô đó và các bạn viết theo như là cái mẫu người ta đã cho là xong ha rất là dễ ở hàn quốc người ta làm rất là bài bản nên là bạn chỉ cần tới đó người ta nói gì Viết cái đó là xong thôi cái xong bây giờ đến à ren mình viết xong rồi nha người ta kêu mình viết xong mình viết mình đem lại xin chân xó rồi tức là mình viết xong rồi mình đem lại xin chân cái đơn đăng ký giờ ở đây ít ta đây ạ à. tức là mình đưa cho người ta oh xin chân sau giờ đơn đăng ký đây ạ giờ qua na cú sa chín du lúc này là người ta nhận đơn đăng ký của mình rồi cái người ta đề nghị mình nè à. bây giờ mình coi nha câu này không có chủ ngữ nè tức là bạn mà là câu hỏi thì bạn 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 làm gì đây chú gì chủ ngữ không có gì từ đuôi lên thử nha Keseo, cái gì đó si nè si ở đây là dạng kính ngữ nè kesseo kesseo thường á mang nghĩa là sẽ hoặc là cũng có nghĩa là mình đoán cái gì đó kesseo sẽ có thể dịch là sẽ hoặc là trong trường hợp này mình còn thấy người ta hay dùng với nghĩa là vui lòng cái gì đó các bạn khi bạn nhờ người ta cái gì đó thì mình hay dùng si kesseo và trong trường hợp động từ của mình là chu là cho chu si cho tôi tang là tờ tấm nè han trắng một tờ nè một tờ gì đấy các bạn sa chín một tờ một tấm hình thu danh từ cộng với tu mà nghĩa là cũng tức là cái này rồi cũng cái kia tức là nó sẽ có hai cái đối tượng ở đây sa chín hanh một tấm hình nè rồi ha cú ha cú ở đây mà nghĩa là và danh từ hai và danh từ một danh từ hai cu danh từ một tức là danh từ một và danh từ hai đó do quên hộ chiếu tức là sao đưa hộ chiếu cho tôi cũng đưa cho tôi thêm một tấm hình ý của câu này là vậy đó dọ quên ha gỗ sa chin cái trường hợp này thì mình nên dịch là vui lòng cho tôi vui lòng đưa cho tôi thì nó sẽ hợp lý hơn ha rồi su nên mà nó nhìn gì đã có in gì cá. đây là chủ ngữ ha su lệ phí bao nhiêu tiền đấy các bạn im nghĩa là là man man là 10 ngàn, 10 ngàn. Quên là đơn vị tiền won thì lúc này 10 ngàn won. Vui lòng đưa cho tôi hộ chiếu và một tấm hình, lệ phí là 10 ngàn won. 네, 여기 ta Lúc này mình đưa tiền cho người ta cái mình nói. 네, 여기 있습니다. 멍, tiền của bạn này ạ, à? của bạn này ạ. À? 여기 đây, itta là có ta đuôi câu lịch sự, để dẫu khi ta Trong trường hợp này, mình vừa sử dụng đuôi ao, du trong văn nói lịch sự và mình vừa sử dụng luôn cái đuôi mà simnita, simnita, imnita. Thì thường á, mình thấy trong đời sống á, thì ta sử dụng rất là đa dạng nên các bạn muốn lịch sự, lịch sự hơn nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng lộn xộn những cái đuôi như vậy luôn ha nhưng mà tuy nhiên là lịch sự thì lịch sự luôn còn bình thường là mình thân mật thì mình thân mật luôn cũng được mà mình không thân mật cũng được nhưng mà mình đang là cái mối quan hệ lịch sự mà tự nhiên mình chuyển sang thân mật mình nói trỏng không thì lúc đó thì nó không hợp lý lắm nha ví dụ là trường hợp này mình đang thân đi thì cái chút nữa cái mình giống như mình muốn giỡn giỡn mình nói tôn, tôn kính cũng được mình nói lịch sự cũng được nhưng mà đang trường hợp mình đang ở cái thế lịch sự nha ví dụ mình đang nói chuyện với giáo viên của con mình đi cái xong tự nhiên mình chuyển sang nói chuyện thân mật á thì cái này mình thấy là cái này không hợp lý ha nên trong trường hợp này các bạn nên lưu ý để mà sử dụng cho nó hợp lý à bây giờ sẽ là phần cuối cùng phần cuối cùng là phần xuất xế tôi định xin việc vào công ty hàn quốc ví dụ bây giờ mình đang học tiếng hàn xong bạn định xin việc vào làm công ty hàn quốc mình có thể nói câu này tôi chủ ngữ định làm gì đó mình có định chỉ về cái ý chí ưu chí hoặc là mục cho cái mục đích của mình thì mình dùng động từ ưu đyo của hà tả ưu ừ của hà tả rồi xin việc vào nơi nào đó hồi nãy mình có xin việc là chích hà tả vào cái nơi nào đó thì thường cái nơi nào đó mình thêm e ha danh từ e chích tả mang nghĩa là vào vào là e nè. công ty hàn quốc thì mình có công ty là huê sa Hàn Quốc là gì đây? Hàn Quốc là Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc thì dịch ngược lại thôi. Hàn Quốc khe xả là xong. Vì hơi bức bối nên tôi định đi dạo một mình. Tức là ở trong nhà thấy bực bội quá trời đang nóng. Mùa hè chuẩn bị mùa hè là nóng cháy luôn. Nên là trời bực bội trong người nó cháy. Bực bội quá. Đi ra ngoài đi dạo đi. Bức bối vì cái gì đó. Nên các bạn có thể sử dụng ao cũng được Hoặc là Temune cũng được ha Aosor hoặc là temune cũng được hoặc là các bạn có thể sử dụng cái unin de unin của hồi nãy mình mới học cũng được ha hơi bức bối hơi hơi cái gì đó thì lúc này hơi một chút một ít một xíu gì đó mình hay dùng từ chùm này bức bối bức bối hồi nãy mình có nói là thập ta pa tả bực bội trong người đó ta ta pa tả nên Tôi định. Cái chủ ngữ này là tôi. Tôi thì các bạn cũng có thể để hoặc là, là được bỏ cũng được. Vì hai người đang nói chuyện trực tiếp với nhau. Không nhất thiết là mình phải đưa cái chủ ngữ ra ha. Định làm gì đó. Ngữ pháp ưu ừ đeo của hà tả. Đi dạo. Đi dạo nãy mình có động từ là sanh chek hà tả. Một mình làm gì đó một mình. Thì mình có là hôn chá. Theo sau là động từ làm gì đó một mình. Đi dạo một mình. Hôn chá. Bây giờ tôi đi chợ Bạn có cùng đi không? Ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị đồ đi chợ nè Mình hỏi chồng mình Anh đi chung không? Giờ em định đi chợ nè Thì lúc này mình cũng có thể sử dụng Và mình nối hai cái câu này lại với nhau Bằng cách là mình thêm đèo <laughs> là xong thôi Bây giờ chỉ thời gian chỉ gớm Hoặc là có thể dùng y cũng được rồi tôi chủ ngữ nè có thể để hoặc không đi chợ đi chợ thì hôm trước mình đã có uh, hướng dẫn cho mọi người rồi đó là shishang yé -e kata hoặc là nếu các bạn dùng với cái dạng mà chẳng ứ bụ tà chẳng ứ bụ tà chẳng bụ tà thì thường mình thấy là chẳng ứ bụ tà mình thấy hay dùng vậy hơn à, mình có thể dùng hai dạng bạn mình hỏi chồng mình đó là lúc này hai chủ ngữ bỏ luôn cùng làm gì đó khạch chí nè đi không cùng đi đi đặt hạ tạ có đi không không ở đây là dấu chấm hỏi thôi tôi đang học bài mà bên ngoài ồn quá à tức là bây giờ mình nối hai vế nó hơi hơi có cái dạng mà đối lập với nhau mình đang học bài ở trong này nè, yên lặng mà bây giờ ở ngoài nó ồn quá, nó ảnh hưởng tới mình thì lúc này mình cũng có thể giải thích cái tình huống được ha, mình dùng in in đẻo. Rồi, tôi. Bây giờ nói giữa hai câu thì mình bỏ vô mình thêm in niên hoặc là nin đẻ Rồi, tôi chủ ngữ nè, đang làm gì đó. Thật ra thì trường hợp á mà mình chia hiện tại hoàn thành á, hiện tại mà hiện tại tiếp diễn hoặc là hiện tại đều ok ha. tức là hiện tại tiếp diễn là sao mọi người mọi người hôm hôm trước mình nhớ mình có hướng dẫn phần này chưa ta động từ cô ít tả là hiện tại tiếp diễn nè đang xảy ra chuyện gì đó đang tuy nhiên mình dùng thì hiện tại cũng được ha tức là động từ thôi động từ thì hiện tại thôi cũng được ha động từ thì hiện tại thì khi mà gặp với in ninh đè thì ninh đè còn cu ít tả thì lúc này có ít thì mình vẫn chia là in ninh đè muốn dùng trường hợp nào cũng được tuy nhiên cua ít thì mình nhấn mạnh hơn thôi còn inin đề -in mà dùng luôn ở thì hiện tại cũng không sao hết ha rồi học bài học bài là học hành đó các bạn thì thường mình dùng với động từ là khung bua hà hoặc là pheu tà pheu tà khung bua tà mình nói mình đang học mình nói khung bua tà ờ, nhưng mà khi mà mình nói mình đang học mình dùng pheu ta thì nó hơi hơi <laughs> nó hơi hơi uh, nó hơi ổ sẽ kẹ nếu mà mình dùng với pheu tà thì mình nên để thêm một cái gì đó ở phía trước tức là mình đang học cái gì đó mình nói thẳng luôn học phía trước còn khi mình dùng khung bua tà mình không ở trước á mình không nói cái gì đó cũng vẫn bình thường ha tại mình thấy trong văn của tiếng hàn á khi mình đẹp hiểu quý đẹp hiểu ờ nhưng mà không biết là mình đang học cái gì thì nó hơi hơi kỳ <laughs> kỳ nên trong trường hợp này mình khuyến khích dùng khung bua tà hơn ha khung bua tà bên ngoài bên ngoài hồi nãy mình có bên ngoài là pakke ồn ào ồn ào có si cư độc tả độc tả rồi câu cuối cùng trái cây tươi quá à giá bao nhiêu vậy ví dụ mình đang đi ra chợ mình đi chợ truyền thống đi chè đi Xe chợ truyền thống nha chè cái gì đó mang tính truyền thống thì mình hay dùng cái xe này nè mình có kim mà kim được muối kim được làm theo kiểu truyền thống ấy tức là làm bằng tay á thì người ta hay có là chè kim á các bạn ở hàn quốc là ai mà không biết mấy cái xẻ re kim này <laughs> cái lá kim để mình ăn cuộn cơm á rồi bây giờ mình quay lại nha trái cây này tươi quá chủ ngữ của mình là trái cây nè trái cây là gì các bạn khoai là chủ ngữ ha rồi tươi tươi là mình có xiên xiên ha tà cái gì đó tươi ngon cá tươi trái cây tươi thì mình hay dùng với xiên xiên ha tà quá à mình có thể thêm uh, mức độ nổ muống uống rồi giá bao nhiêu tiền hồi nãy mình có một cái câu hỏi giá rất là đơn giản đó là ở mẹo ở mèo là bao nhiêu nè kết thúc câu ở mèo hoặc là ở mèo mì đó là hết phần xúc xe rồi nha uống rượu giống xăng hôm nay bài hơi bị dài mà cũng hơi hơi khó hơn bình thường một chút nên là mong là phần này mọi người sẽ tập trung và à, ráng à, vượt qua nha Nè bài sau sẽ dễ hơn một chút nữa Nè 오늘 여기까지만 합니다. Có thắc mắc hoặc là có góp ý cho video thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nha. ảnh nhấn.